Người đàn ông và người phụ nữ này rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhau. Vừa liếc mắt đưa tình trong quán bar, họ đã vội vàng tới khách sạn để ân ái. Nhưng vừa mới nằm xuống giường, họ nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã, làm gián đoạn cuộc tình. Người đàn ông tên là Kang Ha-ji, anh ta có một đội lừa đảo của riêng mình. Kang Ha-ji và hai người đồng đội khác đã bị kết án. Nhưng ai ngờ, trên đường bị dẫn giải, người bạn đồng hành duy nhất là nữ, tên là Á Dong, đã giả dạng thành cảnh sát nhà tù và giải cứu tất cả mọi người. Họ tiếp tục con đường lừa đảo vì lẽ phải. Lần này, nhiệm vụ của họ là ngăn chặn một công ty bình phong đang cố gắng bán các báu vật quốc gia ra nước ngoài. Hôm nay, họ phải đánh cắp bức tượng Phật và giao nó cho nhà nước. Kế hoạch đã được thiết lập, Kang Ha-ji, tay lừa đảo lão làng, chịu trách nhiệm dụ dỗ bảo vệ. Jin Ung của anh ta tận dụng cơ hội tiếp cận cửa kho báu, chờ đợi tín hiệu từ hacker Bi Ung Min để mở cửa. Nhưng kế hoạch bị bại lộ, họ bị bảo vệ ngăn chặn và phải tìm cách thoát thân. Kang Ha-ji đánh nhau với bảo vệ, hạ gục mọi người. Sau đó, anh ta buộc một đầu dây của thiết bị hạ thấp vào người một bảo vệ, nhảy từ nóc tòa nhà xuống và dừng lại ở một khoảng cách nhất định so với mặt đất. Anh ta mở khóa và rơi xuống đất. Nhìn lại các đồng đội khác, Jin Ung không cần bàn cãi, chỉ nhìn vào thân hình là biết, đánh một chọi bốn không phải là vấn đề. Còn Bi Ung Min không giỏi chiến đấu, co giò bỏ chạy, vội vàng hội ngộ với Jin Ung. Với sự giúp đỡ của các đồng đội, họ đã thành công trong việc thoát thân. Mọi người rời khỏi tòa nhà, và tay lái lụa A Dong đã đến đúng lúc bằng xe hơi. Cả nhóm lên xe và thoát khỏi hiện trường một cách suôn sẻ. Họ tưởng rằng mọi nguy hiểm đã qua, nhưng tại một ngã tư, họ gặp phải một tai nạn xe hơi. Bốn người được đưa đến một tòa nhà cũ, nơi có một nhóm lưu manh từng có quan hệ với Kang Ha-ji xuất hiện. Ông chủ ngồi quan sát toàn bộ sự việc từ xa. Lưu manh đưa cho Kang Ha-ji một khẩu súng và ra lệnh anh ta phải cho đăng xuất người vô dụng nhất trong đội để những người khác có thể an toàn. Kang Ha-ji không chút do dự, lập tức bắn vào chính mình. May mắn thay, súng không có đạn và Kang Ha-ji thoát đăng xuất. Ông chủ không thích màn kịch tình cảm cũ kỹ này, liền tự mình cầm súng ra tay, bắn vào một thành viên trong nhóm. Sau đó, ba người còn lại được thả ra. Ba người đàn ông đến bờ biển để tưởng niệm A Dong. Lúc đó, ông chủ đã chọn Bi Ung Min làm mục tiêu. Để cứu người đồng đội như anh trai của mình, A Dong đã lao ra chắn đạn. Sau khi A Dong qua đời, em gái của cô, Jeji, xuất hiện và cũng muốn gia nhập nhóm của Kang Ha-ji. Jeji biết rằng Kang Ha-ji đang điều tra ông chủ và những tên lưu manh, muốn tìm cơ hội để báo thù cho A Dong. A Dong đã mất, Kang Ha-ji không muốn kéo Jeji vào rắc rối. Jeji biết rằng Kang Ha-ji sẽ từ chối cô, nhưng cô tự tin rằng mình sẽ được cần đến khi Kang Ha-ji cần mình. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Jeji mới ra đi, một chiếc xe cảnh sát lặng lẽ tiến đến gần nhà Kang Ha-ji. Ba người đàn ông nhìn thấy xe cảnh sát trong hệ thống giám sát, vội vàng lấy hành lý chuẩn bị trốn thoát. Người báo cảnh sát, Jeji, đã ngồi sẵn trong xe chờ đợi. Cô nàng này lợi dụng cơ hội để đàm phán với Kang Ha-ji, nếu muốn lên xe và thoát thân, anh ta phải đồng ý cho cô gia nhập tổ chức. Kang Ha-ji kiên quyết không đồng ý, nhưng các đồng đội của anh không muốn lại vướng vào vòng lao lý, liền miễn cưỡng chấp nhận. Ba người cuối cùng cũng lên được xe. Jeji, giống như A Dong, rất giỏi lái xe, tự tin lái xe với tốc độ cao, mang lại cảm giác phấn khích khi đua xe. Tiếng la hét của các người đàn ông trong xe vang lên không ngừng, và dạ dày họ cũng cảm thấy khó chịu. May mắn là họ đã thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Thời gian trôi qua, đến năm 2024, nhóm 4 người đến Thái Lan. Một người phụ nữ bí ẩn tiến đến bên Kang Ha-ji và ném cho anh một tấm thẻ màu đỏ, hẹn gặp tại quán bar. Kang Ha-ji đến quán bar và tìm kiếm người phụ nữ bí ẩn. Thấy một người phụ nữ có dáng vẻ giống người đó, Kang Ha-ji ngồi xuống bên cạnh cô. Sau vài câu trò chuyện, họ đi vào phòng khách sạn. Người phụ nữ bí ẩn vừa đẩy Kang Ha-ji xuống giường, chưa kịp nói gì thêm thì đồng đội của anh ta đã đến gõ cửa không đúng lúc. Kang Ha-ji bực bội không chịu nổi, đành phải đứng dậy mở cửa. Trong khi đó, người phụ nữ trong phòng đã rời đi qua ban công. Trước khi rời đi, cô ấy để lại một lá thư mời dự tiệc trên giường và sơ lược thông tin về buổi tiệc. Buổi tiệc này do một tên lừa đảo tên là Giang đứng ra tổ chức, người này đã lừa đảo không biết bao nhiêu nạn nhân. Hiểu rõ tình hình, Kang Ha-ji và các đồng đội đến dự tiệc. Người phụ nữ bí ẩn tiến lên đón Kang Ha-ji. Trong quá trình giao tiếp, Kang Ha-ji nhận ra một vấn đề. Anh nghĩ rằng người phụ nữ bí ẩn này có mối thù sâu sắc với Kang Jo-jong, nhưng có vẻ như không phải vậy. Ánh mắt của cô ấy không hề tỏ ra khát khao báo thù. Đang nói chuyện, một người đàn ông đi qua bên cạnh Kang Ha-ji. Kang Ha-ji nhớ lại khi anh đến quán bar có gặp người đàn ông này và đã va phải anh ta. Anh thấy người này có một khẩu súng kẹp ở eo và ánh mắt đầy oán hận. Nhận ra điều không lành, Kang Ha-ji theo sau người đàn ông đó, chỉ kịp thấy anh ta rút súng và bắn về phía Kang Jo-jong. Kang Ha-ji tiến lên ngăn cản và đưa cho người đàn ông một địa chỉ, bảo anh ta đến đó để hội ngộ. Sau khi nói xong, anh để người đàn ông đó đi. Trên đường đi, người đàn ông bị tấn công. Jin Ung của Kang Ha-ji ra tay giúp đỡ, còn Bi Ung Min lợi dụng lúc người đàn ông sơ hở, dùng súng điện làm cho anh ta bất tỉnh và đưa đi. Trong khi đó, Kang Ha-ji chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc thì bị Kang Jo-jong ngăn lại, bày tỏ lòng biết ơn vì đã cứu mạng mình. Đây là cơ hội để tiếp cận Kang Jo-jong mà Kang Ha-ji đang chờ đợi. Kang Ha-ji giả vờ nói rằng mình là bạn học cũ của Kang Jo-jong,
và cũng đang làm ăn phi pháp về rửa tiền. Anh ta đến Thái Lan để mở rộng kinh doanh. Sau khi trò chuyện xong, Kang Ha Ji rời đi. Kang Jo Jong, vốn là người thận trọng, đã ra lệnh cho thuộc hạ điều tra thông tin về Kang Ha Ji. Ngày hôm sau, người đàn ông do đồng đội của Kang Ha Ji đưa về đã tỉnh lại. Mọi người đã hiểu rõ về quá khứ của anh ta. Vợ của người đàn ông đã đầu tư vào sản phẩm NFT của Kang Jo Jong và mất một khoản tiền lớn, dẫn đến một quyết định không tốt. Kang Ha Ji điều tra và phát hiện phương pháp thường dùng của Kang Jo Jong là lừa đảo trắng trợn. Anh ta trước tiên kêu gọi nhà đầu tư rót tiền, sau đó lại tìm cớ để dừng dự án mà không hoàn trả tiền đầu tư. Bằng cách này, Kang Jo Jong đã lừa đảo khoảng 230 tỷ won lần này. Nhiệm vụ của đội là lấy tiền từ Kang Jo Jong và số tiền này được giữ dưới dạng tiền điện tử. Kang Jo Jong đang tìm cách để rửa tiền và Kang Ha Ji xuất hiện trước mặt ông ta với tư cách là bạn học cũ, muốn nhận nhiệm vụ giúp ông ta rửa tiền. Lúc này, thuộc hạ của Kang Jo Jong đã tìm hiểu thông tin về Kang Ha Ji, thực sự là bạn học của ông ta và là một chuyên gia rửa tiền tài ba. Sự nghi ngờ của Kang Jo Jong được giải tỏa, ông ta lại mời Kang Ha Ji gặp mặt. Kang Ha Ji đưa Byung Min, giả danh là ông trùm rửa tiền đến cuộc hẹn để thể hiện sức mạnh của mình, nhằm dụ Kang Jo Jong xa bẫy. Byung Min đã chuẩn bị một mô hình AI và trong cuộc gọi video trước mặt Giang, màn hình hiện lên hình ảnh của Jin Ung nhưng dưới sự hỗ trợ của AI, anh ta đã biến thành khuôn mặt của chủ tịch tập đoàn tài chính Hàn Quốc. Thấy Kang Jo Jong mắc bẫy, cả hai vô cùng phấn khích, nghĩ rằng sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không ngờ, Kang Jo Jong bỗng nhiên thay đổi thái độ, mắng họ là lũ chó con, chê bai hành vi lừa đảo của kẻ lừa đảo. Kang Ha Ji và đồng đội quỳ gối, đưa tay lên. Bất ngờ, người phụ nữ bí ẩn từ xa tiến lại, chỉ ra rằng Kang Ha Ji và đồng bọn chính là những kẻ lừa đảo, và cô ấy thậm chí còn gọi tên Kang Ha Ji ngay tại chỗ. Người đàn ông này lúc trước trên tầng 2 đang tìm kiếm phụ nữ xinh đẹp, sau khi chọn được mục tiêu đã dẫn cô ta vào phòng riêng. Anh ta nghĩ mình sẽ được tận hưởng, nhưng chỉ một giây sau, người phụ nữ ban nãy yếu đuối tức thì biến thành nữ chiến binh, đánh anh ta kêu trời kêu đất. Và nữ chiến binh tài ba này chính là thành viên của đội lừa đảo. Mục tiêu của đội lừa đảo lần này là Kang Jo Jong, người cũng là một tên lừa đảo. Ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện một người phụ nữ bí ẩn. Trước khi Kang Jo Jong đi gặp Kang Ha Ji, người phụ nữ đã chặn đường ông ta, tự xưng là nạn nhân từng bị hại, giải thích mục đích thực sự của Kang Ha Ji và những người khác. Cô ấy còn lấy ra một tấm ảnh con rùa làm bằng chứng cho việc trong quá trình lừa đảo đã sử dụng tấm ảnh này. Nghe lời người phụ nữ, Kang Jo Jong càng thêm cảnh giác. Trong cuộc trò chuyện với Kang Ha Ji và Byung Min, Byung Min đã kết nối với ví điện tử của Kang Jo Jong và trình bày sản phẩm lừa đảo NFT mà anh ta chuẩn bị gần đây. Bức ảnh đầu tiên chính là của con rùa. Đến thời điểm này, Kang Jo Jong hoàn toàn tin vào lời của người phụ nữ bí ẩn. Anh ta trói Kang Ha Ji và Byung Min lại và đưa một khẩu súng cho người phụ nữ bí ẩn để cô ta tự tay giải quyết hai người. Người phụ nữ bí ẩn cũng bị chĩa súng vào, biết rằng nếu không nghe lời hậu quả sẽ khôn lường. Để tự bảo vệ mình, cô buộc phải bắn vào Kang Ha Ji. Tiếng súng vang lên nhưng Kang Ha Ji không đăng xuất, áo giáp chống đạn đã cứu mạng anh. Đúng lúc này, Jin Ung đã đánh bật cánh cửa, xông vào và đấu tranh với bọn lưu manh. Người đàn ông trước đó muốn bắn Kang Jo Jong đi theo sau, anh ta tiêu diệt các tên lưu manh từ trên cao một cách chính xác. Người phụ nữ bí ẩn lợi dụng tình hình hỗn loạn để giải cứu Kang Ha Ji và cả hai cùng nhập cuộc chiến, đánh bại hết lưu manh. Kang Ha Ji chú ý thấy người đàn ông liên tục nhìn Kang Jo Jong, và khi thấy đối phương chạy trốn, anh ta nhanh chóng đuổi theo và đánh tơi bởi Kang Jo Jong. Trong lúc tức giận, anh ta không cảm thấy có lỗi khi lừa gạt, mắng những nạn nhân chỉ biết đến tiền là ngu ngốc, không biết phân biệt đúng sai. Người đàn ông bị kích động, chỉ muốn cho đăng xuất Kang Jo Jong để xả giận. Kang Ha Ji kịp thời đến nơi, khuyên anh ta hạ súng, nghĩ đến đứa trẻ đã mất mẹ. Khi nhớ đến con, người đàn ông cuối cùng không nỡ làm điều đó, giận dữ bắn vài phát xuống đất. Sau đó, cảnh sát Thái Lan đã đến và bắt giữ tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Những người cảnh sát này cũng là người của Kang Jo Jong. Mọi người bị đưa lên xe cảnh sát, trong khi Kang Jo Jong lại được thả tự do. Người đàn ông bị còng tay và tức giận la mắng Kang Ha Ji, tự nhủ rằng mình chưa trả được thù mà giờ còn phải ngồi tù, suy nghĩ mà thấy bực bội. Ngay khi anh ta vừa dứt lời, tài xế xe cảnh sát quay đầu lại, đó chính là đồng đội của họ, Jeji. Cô ném chìa khóa còng tay cho họ rồi rẽ trái tại ngã tư, rời khỏi đoàn xe cảnh sát. Thoát nạn sau đó, người đàn ông vẫn chỉ nghĩ đến chuyện trả thù. Kang Ha Ji khuyên anh ta bình tĩnh lại, bởi lúc này Kang Jo Jong đã mất tất cả. Trong khi Byung Min kết nối với ví điện tử của Kang Jo Jong, họ đã cài đặt mã độc và tất cả số tiền đã được Byung Min chuyển đi một cách lặng lẽ. Để đạt được kết quả này, Kang Ha Ji đã bố trí một kế hoạch lớn. Ngày hôm đó, khi đến bữa tiệc, họ đã lắp đặt nhiều thiết bị nghe lén, nghe trộm được lệnh của Kang Jo Jong cho thuộc hạ điều tra về Kang Ha Ji. Kang Ha Ji dự định sử dụng sự nghi ngờ của Kang Jo Jong để hoàn thành kế hoạch này. Vì vậy, anh ta đã tìm đến người phụ nữ bí ẩn, Su Min, cố ý để cô ta làm cho Kang Jo Jong nghi ngờ. Khi mầm mống nghi ngờ được gieo xuống, Kang Jo Jong chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để xác nhận nghi ngờ của mình, từ đó sẽ lơ là cảnh giác. Kang Ha Ji tự hào về trí thông minh của mình. Trong khi đó, Kang Jo Jong chứng kiến số tiền trong tài khoản của mình biến mất, nhận ra mình đã bị lừa, tức giận đến mức đập ngực và tiếc nuối không thôi.
Sau khi bị lừa, người đứng sau Kang Jo-jong đã gọi điện cho ông ta. Hiện tại, Kang Jo-jong đã trở thành người không còn giá trị gì và cần phải biến mất khỏi thế giới này. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, tay chân của Kang Jo-jong một người đàn ông đeo kính đã cho đăng xuất ông ta. Người đứng sau có vẻ là ông chủ đã cho đăng xuất A-jong. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Thái Lan, người đàn ông trở lại Hàn Quốc. Kang Ha-ji bỏ lại đồng đội để gặp gỡ người phụ nữ bí ẩn, Su-min. Su-min thẳng thắn mong muốn có thể cùng Kang Ha-ji lừa đảo. Vì lý do này, Su-min tạm thời đã xóa bỏ tiền án và bản án truy nã của ba người trong sở cảnh sát. Chỉ cần họ hợp tác trong một năm, bản ghi này sẽ được xóa vĩnh viễn. Kang Ha-ji không có lý do gì để từ chối, đã đồng ý làm việc cùng Su-min. Sau khi trở về Hàn Quốc, đội của họ đến một căn cứ bí mật mà Su-min đã sắp xếp cho họ. Đó là một nhà hàng bình thường nhìn bề ngoài nhưng thực chất là một ngôi nhà lớn. Bên trong có đủ thứ, từ những món ăn vặt mà Jae-ji thích, đến máy tính cao cấp cho Byung-min và dụng cụ thể thao cho Jin-ung. Ngoài ra, Su-min còn sắp xếp một quản lý họ Hoang để quản lý cuộc sống hàng ngày của họ. Sau một đêm nghỉ ngơi, đội nhận được vụ án đầu tiên của họ. Giám đốc của công ty giải trí Ku, người cũng điều hành một quán bar, đã đưa các nghệ sĩ nữ của mình đến quán bar để các vị khách giàu có lựa chọn. Ngoài ra, những thứ không lành mạnh cũng được lưu thông tại quán bar. Gần đây đã xảy ra một vụ việc như vậy, cô gái tên là Mi-u bị ép đến quán bar để phục vụ. Sau khi tiệc tàn, giám đốc đã giữ Mi-u lại, bỏ thuốc vào rượu và lừa cô uống, sau đó đã làm những chuyện không đứng đắn với cô. Sau sự việc, Mi-u đã đến trình báo cảnh sát. Những người chị em đi cùng cô đều nói rằng Mi-u bị rối loạn lo âu, thường xuyên có ảo giác sau khi uống thuốc và vì thế mới lầm tưởng rằng mình bị hại. Thấy rằng cảnh sát không có hành động gì, Mi-u lại đến nói chuyện với đại diện công ty về việc cô bị cho thuốc. Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của đại diện, Mi-u hiểu ra rằng ông ta cũng biết chuyện thuốc. Hiểu rõ tình hình, đội lừa đảo bắt đầu vào cuộc. Jin-ung đến quán bar xin việc làm bảo vệ và trình diễn kỹ năng nhảy múa của mình. Người phỏng vấn bị hứng thú với cơ bắp của anh ta, không ngần ngại sờ soạng khắp người. Như vậy, Jin-ung được thông qua một cách dễ dàng. Sau khi nhập việc thành công, Su-min và Jae-ji xuất hiện lộng lẫy tại quán bar. Su-min với vẻ đẹp vượt trội đã thu hút sự chú ý của giám đốc đang tìm kiếm con mồi ở tầng 2. Ông ta chủ động tiếp cận và dẫn Su-min vào phòng riêng để nói chuyện. Vừa vào phòng, Su-min ôm lấy cổ giám đốc và nũng nịu đòi những thứ khác biệt. Giám đốc thích thú với cô gái thẳng thắn như vậy, lấy ra một hộp quà tặng. Su-min tiến lên nhận lấy và bình luận, tôi còn tưởng anh chỉ là một thằng ngốc nghếch, hóa ra anh còn là kẻ khốn nạn nữa. Khi Su-min định rời đi, giám đốc chặn lại nhưng lại bị cô tát một cái. Chưa dừng lại ở đó, Su-min đá mạnh vào chân ông ta và ném ông ta sang một bên. Người đàn ông nhặt lấy con dao trái cây trên bàn, tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng, nhưng ngay lập tức bị Su-min quật ngã bằng một đòn qua vai, ném ông ta đi xa. Kang Ha-ji và Jae-ji đến hơi muộn. Kang Ha-ji cởi áo khoác ra và phủ lên đầu giám đốc. Jae-ji không chịu được sự trần trừ của anh, đá một cú làm giám đốc bất tỉnh. Giám đốc sau đó được trói và đưa vào một căn phòng bí mật. Đội cũng tìm thấy nhiều thứ không lành mạnh khác trong quán bar. Dưới sự đe dọa và dụ dỗ của Kang Ha-ji, giám đốc cuối cùng đã phải thú nhận về đại diện công ty. Trong nhiều năm qua, đại diện công ty đã liên tục bóc lột các nghệ sĩ dưới quyền, yêu cầu các thực tập sinh phục vụ khách hàng và lưu thông những thứ không lành mạnh trong quán bar để gây quỹ. Sau khi có được thông tin này, Jin-ung theo lệnh của Su-min đã đưa giám đốc đến cho công tố viên Quác Do-su. Su-min đánh giá ông là một công tố viên chuyên nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp. Sau khi giải quyết xong vụ việc của giám đốc, mục tiêu tiếp theo là đại diện công ty. Vào ngày đại diện hẹn ăn tối với cảnh sát, Jin-ung đã lắp đặt thiết bị nghe lén trong phòng riêng và giả dạng nhân viên phục vụ. Đúng lúc đại diện đưa tiền, anh ta mở cửa phòng để phục vụ món ăn. Sau hai lần như vậy, cuối cùng anh ta không còn làm phiền và hoàn thành nhiệm vụ. Kang Ha-ji đến gặp kiểm sát viên, người từng chiến đấu cùng anh. Không ngờ, Quác Do-su cũng đến tìm công tố viên để tìm hiểu chi tiết. Sáng nay, ông ta đã thẩm vấn giám đốc và từ lời khai của ông ta, cộng thêm những câu chuyện nhỏ về sự hợp tác giữa công tố viên và Kang Ha-ji, được lan truyền trong viện kiểm sát, Quác Do-su đã đặc biệt đến để tìm hiểu sự thật. Ai ngờ, tại cửa thang máy, Quác Do-su và Kang Ha-ji đi ngang qua nhau. Quác Do-su nhận ra Kang Ha-ji và hét lên tên anh. Kang Ha-ji liền bỏ chạy nhưng không may vẫn bị Quác Do-su bắt được. Quác Do-su là người chính trực nhưng anh ta sống theo nguyên tắc đen trắng, không chấp nhận những vùng xám. Nhóm lừa đảo bí mật hợp tác với các công tố viên, thủ đoạn tinh vi để đánh bại tội phạm. Tuy nhiên, trong giới mạnh luôn có kẻ mạnh hơn, mọi hành động của họ đều nằm trong tầm mắt của một ông chủ bí ẩn. Cao thủ lừa đảo, Kang Ha-ji tìm đến vị công tố viên từng sát cánh chiến đấu bên cạnh mình. Đối mặt với Quác Do-su, vị công tố viên nghiêm khắc và vô tư. Quác Do-su đã nghe danh Kang Ha-ji, biết rằng anh từng phối hợp bên trong, lẫn ngoài với các công tố viên để tấn công tội phạm. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Quác Do-su nhận ra Kang Ha-ji và la lớn tên anh. Kang Ha-ji bỏ chạy nhưng không may vẫn bị bắt giữ. May mắn thay, vị công tố viên kịp thời xuất hiện và bảo lãnh cho Kang Ha-ji, cho phép anh rời đi trước. Quác Do-su muốn biết mục đích của Kang Ha-ji lần này là gì, nhưng vị công tố viên không giải thích, thay vào đó đưa cho Quác Do-su một chiếc điện thoại di động. Sau đó, Kang Ha-ji sẽ liên lạc với Quác Do-su qua chiếc điện thoại này. Quác Do-su không thể hiểu được lý do,
nhưng anh kiên quyết tin rằng mình sẽ không bao giờ hợp tác với kẻ xấu và những tên lừa đảo để bắt bọn tội phạm. Công tố viên chỉ nói rằng pháp luật không thể hoàn toàn công bằng, để đưa những kẻ xấu vào tù, đôi khi cần những biện pháp khác thường. Quyết định có nên nhận cuộc gọi hay không là ở Quốc Đô Su. Anh suy nghĩ kỹ lưỡng về lời nói của đối phương và âm thầm cất điện thoại vào túi. Kang Ha-ji đứng trong bãi đậu xe, dõi theo bóng Quốc Đô Su đi xa, và trong lòng đang lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Gần đây, đại diện của công ty giải trí đã công bố thông tin tuyển dụng nhân viên mới. Đội nhỏ đã nhân cơ hội này để đột nhập vào công ty giải trí và thu thập thông tin tình báo. Khi chọn người xâm nhập vào nội bộ kẻ thù, Jin Ung một lần nữa đã thể hiện điệu nhảy của mình. Su Min không thể nhìn thẳng. Cuối cùng, họ đã chọn Jeji, dùng danh tính giả để trà trộn vào công ty giải trí, tìm cơ hội thu thập dữ liệu nội bộ từ máy tính của công ty và đặt thiết bị nghe lén ở những nơi kín đáo. Sau khi cuộc họp của đại diện Kim kết thúc, họ đã lấy dấu vân tay để lại trên cốc của ông ta, rồi làm khuôn dấu vân tay, sử dụng khuôn để dễ dàng lẻn vào văn phòng của đại diện Kim và đánh cắp dữ liệu từ máy tính của ông ta. Mọi việc hoàn tất suôn sẻ, Jeji rời khỏi văn phòng trong niềm vui sướng, bất ngờ gặp gỡ trưởng phòng Du của công ty. Khi đang loay hoay tìm cách giải thích, một nam nghệ sĩ đi ngang qua và chào hỏi trưởng nhóm, gián tiếp giải thoát cho Jeji khỏi tình thế khó xử. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ đã gợi lên không ít ký ức cho Jeji, tên thật của cô là He Ji-ong. Trước đây, Jeji bị các bạn học làm khó dễ, nam nghệ sĩ cũng là bạn cùng lớp, không thể nhìn Jeji bị bắt nạt, đã giúp đuổi các bạn đi và thấy Jeji bẩn thỉu, anh đã để lại cho Jeji một chiếc khăn tay. Khi nhớ lại những hành động anh hùng của nam nghệ sĩ, trái tim Jeji giờ đây vẫn ấm áp. Ngày nay, qua thông tin mà Jeji truyền về, đội nhỏ đã biết được rằng, đại diện Kim luôn bí mật sử dụng các nghệ sĩ dưới quyền để rửa tiền. Họ muốn lôi kéo ông ta vào trò chơi, để lừa tiền của ông ta, họ cần phải giành được niềm tin của ông ta trước. Dựa trên thông tin thu thập được từ thiết bị nghe lén, đại diện Kim và một vị nghị sĩ rất thân thiết. Quản lý hoang dưới quyền của Su Min, người quen biết lâu năm với vị nghị sĩ, đã tìm đến để nhờ vả. Nghe nói đây là nhiệm vụ do ai đó chỉ đạo, vị nghị sĩ đành phải làm theo. Trong ngày gặp gỡ giữa nghị sĩ và đại diện Kim, Kang Ha-ji giả vờ tình cờ gặp gỡ nghị sĩ. Trong lúc chào hỏi, Kang Ha-ji đã đưa cho đại diện Kim một tấm danh thiếp giả. Sau đó, nghị sĩ đã nhắc đến Kang Ha-ji trước mặt đại diện Kim, nói rằng bề ngoài Kang Ha-ji làm trong ngành tài chính nhưng thực chất lại buôn bán bất hợp pháp. Đại diện Kim nhận ra Kang Ha-ji có thể là người có ích cho mình và nhanh chóng mời ông ta gặp mặt. Trong nhà hàng, hai đồng đội đã xuất hiện bất ngờ, giả vờ quen biết Kang Ha-ji và ca ngợi ông ta là cao thủ trong kinh doanh. Đại diện Kim tin sái cổ, tại nhà hàng đã trực tiếp mời Kang Ha-ji hợp tác làm ăn lớn. Ai ngờ, Kang Ha-ji đã dẫn ông ta đến một nơi kín đáo và phê bình ông ta thậm tệ, anh chẳng có nền tảng gì cho sự nghiệp này, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn bỗng dưng mời người như thế này. Sự thận trọng của Kang Ha-ji đã thành công lừa đại diện Kim, khiến ông ta tin rằng Kang Ha-ji là một chuyên gia kinh doanh dày dạn kinh nghiệm và đáng tin cậy. Thế là ông ta đã trình bày toàn bộ kế hoạch của mình. Sau khi thảo luận xong chuyện lớn, đại diện Kim muốn mời một nữ nghệ sĩ dưới quyền tiếp đãi Kang Ha-ji. Kang Ha-ji không hề bị lay động, chỉ trích đại diện Kim không đủ chuyên nghiệp và rằng mọi người nên tập trung vào việc lớn. Ông ta còn mời đại diện Kim khi dành đến thăm cơ sở của mình. Nhìn thấy Kang Ha-ji chuyên nghiệp đến vậy, đại diện Kim đã hoàn toàn bị thuyết phục và tin tưởng tuyệt đối vào Kang Ha-ji. Chẳng bao lâu sau, đại diện Kim theo địa chỉ mà Kang Ha-ji cung cấp đến thăm. Quản lý Hoang đã kiểm tra người ông ta một cách chuyên nghiệp, sau đó dẫn ông ta tham quan cơ sở với đầy đủ thiết bị. Tại nền tảng giao dịch AI này, mọi thao tác đều đảm bảo an toàn và tin cậy, còn trong phòng riêng tư của cơ sở, có trưng bày một lượng lớn tiền mặt, chỉ mới là doanh thu trong một tuần, còn xa mới đạt đến đỉnh cao những gì họ từng kiếm được. Khi nhìn thấy số tiền này, đại diện Kim đã không khỏi chảy dãi, hào hứng đến mức không thể đợi để hợp tác với Kang Ha-ji. Kang Ha-ji đã điều tra trước và biết rằng số tiền mà đại diện Kim có thể lưu thông là 70 tỷ won Hàn Quốc. Ông ta yêu cầu đại diện Kim chuẩn bị sẵn 70 tỷ để cùng đi kiểm hàng, cùng nhau làm một vụ lớn. Đại diện Kim bị Kang Ha-ji dụ dỗ đến nỗi không thể chống cự và đã vui vẻ đồng ý. Ông ta thực sự là một kẻ ngốc nghếch, mọi người đều thích lợi dụng kẻ yếu sợ kẻ mạnh, trên đời này đâu có ai thật sự mạnh mẽ bên trong cả. Bây giờ, thông tin về công ty giải trí và đại diện Kim đã được thu thập đầy đủ. Jeji trở lại công ty giải trí, thu hồi các thiết bị nghe lén mà trước đó đã lắp đặt. Chỉ có một thiết bị nghe lén được giấu dưới ghế lại biến mất không dấu vết. Jeji không thể ngờ được rằng chiếc thiết bị đó đã rơi vào tay trưởng phòng Du. Trưởng phòng Du thấy Jeji đi lòng vòng tìm kiếm và bắt đầu nghi ngờ, nhưng ông ta không hề tiết lộ chuyện về thiết bị nghe lén. Trong lúc hai người tán gẫu, trưởng phòng Du đã nhắc đến tình hình công ty. Đại diện Kim không chỉ bắt các nghệ sĩ dưới quyền tiếp đãi khách hàng, mà còn quay video các nghệ sĩ này khi họ đang phục vụ khách. Sau đó, ông ta sử dụng những video này như một công cụ để ép họ tái ký hợp đồng. Những dữ liệu gốc của các video này được lưu trong két sắt ở văn phòng của đại diện Kim. Nghe xong, Jeji đã nhờ đồng đội là Bi Ung Min giúp đỡ, xóa các video sao lưu trên đám mây của đại diện Kim, tiếp đó xử lý các video gốc trong két sắt. Bi Ung Min, mang theo thẻ ra vào của Jeji, đã vào công ty giải trí, lợi dụng lúc người khác không chú ý, len lén vào văn phòng của đại diện Kim, và dán một thiết bị chứa sung điện từ mini vào trong két.
Anh ta muốn kích hoạt thiết bị để hỏng két, nhưng khi thiết bị được bật lên, sức mạnh của nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống điện của công ty, gây ra mất điện. Tai nghe của Biumin cũng mất tín hiệu, đứt liên lạc với Jeji bên ngoài, buộc anh phải tự xoay sở. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Biumin vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải bảo vệ. Vì không giỏi võ nên anh ta đã chạy trốn vào một phòng, nhưng được Jeji kịp thời xuất hiện và bắt gặp. Jeji đã kéo áo khoác của Biumin ra, để lộ bộ đồng phục cổ vũ mà Jeji đã sắp xếp cho anh ta mặc từ sáng, giả vờ Biumin là một fan cuồng nhiệt đến săn tìm thần tượng. Bảo vệ tin là thật, nhìn Jeji đẩy Biumin ra khỏi công ty và không còn điều tra thêm. Sau đó, Jeji trở lại công ty và lại gặp gỡ nam nghệ sĩ. Nam nghệ sĩ nhận ra Jeji và hai người đã trò chuyện về quá khứ. Jeji cho anh biết, giờ đây tất cả các video đã bị tiêu hủy, không ai còn có bất kỳ bằng chứng nào nữa. Đại diện Kim, tên ác nhân ấy, không còn đáng sợ và đã đến lúc phản công. Ở một nơi khác, Kang Ha-ji đang thuận lợi triển khai kế hoạch của mình, nhưng không ai trong số họ nhận ra rằng họ đang bị giám sát một cách bí mật. Trước khi tiến hành bước tiếp theo, Kang Ha-ji đã hẹn gặp Quắc Do-su trên tầng thượng của một tòa nhà lớn. Quắc Do-su không muốn dính líu đến loại lừa đảo như Kang Ha-ji, đưa lại điện thoại cho anh ta. Kang Ha-ji nhấn mạnh, kế hoạch lần này của mình chắc chắn sẽ giúp Quắc Do-su bắt quả tang, quét sạch đại diện Kim và những nhân vật đứng sau ông ta. Quắc Do-su bị Kang Ha-ji thuyết phục, đã sắp xếp cho cấp dưới liên lạc với cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi mọi người đang bận rộn với việc đánh bại đại diện Kim, Su Min đã gọi điện thoại cho một ai đó. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cô sẽ dẫn người rời đi. Vào ngày giao dịch, theo chỉ đạo của Kang Ha-ji, Quắc Do-su đã sẵn sàng ẩn nấp tại hiện trường. Không ngờ chỉ có đại diện Kim cùng vài thuộc hạ xuất hiện, tuyên bố rằng người đứng sau hành động thận trọng cần phải đổi chỗ giao dịch. Điện thoại của nhóm Kang Ha-ji bị thu giữ, họ lên xe của đại diện Kim. May mắn thay, quản lý Hoang mang theo một thiết bị định vị, giúp đồng đội Biumin có thể xác định được vị trí của họ. Kang Ha-ji mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng cũng không thể hỏi ra được gì. Quắc Do-su nghe Biumin trình bày tình hình hiện tại, đành phải theo dõi di chuyển. Và Quắc Do-su, người luôn tránh xa các vùng đất mờ ám, hôm nay lại đi đôi giày màu xám. Sau khi Quắc Do-su và nhóm rời đi, thuộc hạ còn lại đã gọi điện thông báo cho đại diện Kim, và ông ta lập tức đổi xe để tiếp tục hành trình cùng Kang Ha-ji. Không còn sự giúp đỡ của thiết bị định vị, may mắn thay Jeji vẫn lén theo sau bằng xe máy. Cho đến tối, Kang Ha-ji và nhóm của anh ta mới đến được đích. Họ thấy người đứng sau hậu trường, không ai khác chính là bọn xã hội đen đã từng bắt cóc 4 người trong đội và gây ra sự ra đi của A-Rong. Đội lừa đảo đã tốn rất nhiều tâm sức, cuối cùng cũng kéo được cá lớn, phía sau đại diện Kim của công ty giải trí ra ánh sáng. Không ngờ đối thủ lại chính là bọn xã hội đen đã từng bắt cóc 4 thành viên của đội và cho đăng xuất hại đồng đội A-Rong. Jin Ung nhận ra kẻ này chính là thủ phạm đã cho đăng xuất A-Rong, anh ta tràn đầy phẫn nộ và muốn báo thù. Một cú đấm đã làm cho thuộc hạ của đại diện Kim bất tỉnh. Kang Ha-ji vội vàng dập tắt cơn giận của anh ta, bây giờ không phải lúc hành động bốc đồng. Trước mặt họ là bọn xã hội đen và đại diện Kim, hai kẻ xấu xa. Kang Ha-ji nghĩ đến việc làm mất lòng tin giữa họ, chỉ ra rằng bọn xã hội đen không có hàng trực tiếp, việc buôn bán như thế này là không thể. Đại diện Kim, người có tiền nhưng thiếu suy nghĩ, đã bị Kang Ha-ji lôi kéo đi lệch hướng, yêu cầu bọn xã hội đen phải lấy hàng ra để xem. Bọn xã hội đen vung tay một cái, bảo thuộc hạ mang hàng mới làm ra. Cùng lúc đó, Jeji theo đến nơi này, gửi vị trí cho đồng đội Biumin và dùng điện thoại chụp lại cảnh sản xuất của bọn xã hội đen. Biumin lập tức thông báo cho Quắc Do-su mang người đến hỗ trợ. Dù bị bọn xã hội đen nhận ra, Kang Ha-ji vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẳng định mình chỉ đến vì tiền. Bọn xã hội đen nghi ngờ, yêu cầu Kang Ha-ji tự tay kiểm hàng để chứng minh danh tính. Vào giờ phút quyết định, Quắc Do-su cùng đội ngũ đông đảo đã kịp thời xuất hiện. Bọn xã hội đen cố gắng bỏ chạy nhưng bị Kang Ha-ji và Jin Ung chặn lại. Jin Ung giải quyết mỗi người một cú đấm. Trong khi quản lý Hoang cũng không phải dạng vừa, đánh bại từng tên tội phạm một. Đại diện Kim vừa định trốn thì bị Jeji đá ngã từ cầu thang xuống. Bọn xã hội đen không còn đường thoát, một tên rút súng nhắm vào Kang Ha-ji. Nhưng Kang Ha-ji nhanh tay hơn, chỉ trong chớp mắt đã giật lấy khẩu súng. Nhìn thấy kẻ xấu xa trước mắt, Kang Ha-ji nhớ đến đồng đội đã khuất và bắn một phát súng lên trời, làm cho mọi người đều kinh hoàng. Quắc Do-su sau đó đã bắt giữ tất cả những kẻ phạm tội tại hiện trường, tạm thời nhận lấy món quà mà Kang Ha-ji dành tặng. Khi bị đeo còng tay và đưa lên xe cảnh sát, tên xã hội đen nghĩ rằng mình đã thất bại hoàn toàn, nhưng không ngờ người lái xe không phải là cảnh sát mà là một người quen, chính là người đàn ông đeo kính đã biết trước. Người đàn ông khuyên hắn nên giữ mạng sống của mình và còn ném cho hắn chìa khóa còng tay. Quắc Do-su chỉ đạo nhóm làm công tác dọn dẹp sau cuộc hành động, trong khi quản lý Hoang và Jin Ung ngồi nghỉ ngơi bên lề. Thấy Jeji đi ngang, quản lý Hoang không kiềm chế được mà khoe khoang về kỹ năng võ thuật của mình, tự hào đã học được môn tự vệ đáng sợ nhất. Ngay sau đó, Jeji bất ngờ dẫm lên chân ông, khiến ông đi khập khiễng. Jin Ung suy nghĩ về việc không thể tự tay báo thù cho A-Rong, người luôn giữ nước mắt của mình, nay lại buồn đến đỏ hoe mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, gã đi gặp Kang Ha-ji. Đúng lúc đó, một nữ sát thủ xuất hiện, nâng súng nhắm vào Kang Ha-ji. Jin Ung vừa kịp phản ứng và muốn Kang Ha-ji tránh đi, nhưng Kang Ha-ji đã bị bắn ngã.
Nữ sát thủ này cũng do người đàn ông đeo kính sắp xếp. May mắn thay, viên đạn không trúng vào chỗ hiểm và Kang Ha-ji đã được các bác sĩ cứu sống. Hiện tại, Kang Ha-ji đang nằm viện dưỡng thương. Bên giường bệnh, đồng đội Byung-min của anh đang ngồi xem một bộ anime cảm động và khóc lóc thảm thiết, khiến Kang Ha-ji tức giận đến nỗi không biết nói gì. Đang lúc đó, Su-min đến phòng bệnh mang theo tin xấu về đại diện Kim. Trước đó, trong cuộc thẩm vấn của Kwak Do-su, đại diện Kim tự tin rằng với tiền bạc và mạng lưới quan hệ mạnh mẽ của mình, không ai có thể kết tội anh ta. Nhưng điều anh ta không ngờ tới là, các nam nghệ sĩ và nhóm nhạc trong công ty đã tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí, và cáo buộc đại diện Kim đã lâu nay áp bức nghệ sĩ và nhân viên, cưỡng bức các thực tập sinh phục vụ khách hàng. Sự thật về đại diện Kim đã bị bóc trần, thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng và truyền thông. Trong khi đó, người đàn ông đeo kính đã từng thả bọn xã hội đen tại hiện trường vụ án, giả dạng cảnh sát lẻn vào phòng thẩm vấn để mang thức ăn cho đại diện Kim. Sau khi ăn xong, đại diện Kim đã đăng xuất tại chỗ. Kang Ha-ji đã sớm dự đoán rằng đại diện Kim sẽ bị bịt miệng. Bây giờ anh vừa mới hồi phục, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian trước khi tiếp tục hành động. Su-min đưa Kang Ha-ji đến cửa khách sạn, khiến anh hiểu lầm rằng cả hai sắp vào phòng. Dù Kang Ha-ji không biết Su-min thường nghĩ gì về mình, anh ta tự nhận mình còn bảo thủ hơn cả suy nghĩ của cô ấy. Thực tế, Su-min chỉ đưa anh đến xem một ngã tư gần khách sạn, nơi từng xảy ra một vụ tai nạn xe. Nạn nhân là Lee Sang-uk và người gây tai nạn là Min Won-jun, cùng trang lứa với nhau. Gia đình Lee Sang-uk kinh doanh một cửa hàng gà rán. Vào ngày xảy ra tai nạn, Lee Sang-uk, một cậu bé hiểu chuyện, đã tự nguyện đi giao hàng để giúp gia đình tiết kiệm chút phí giao hàng. Min Won-jun, cậu ấm của một gia đình tài phiệt, vừa vui chơi ở một địa điểm giải trí về, say xỉn bước lên chiếc xe thể thao của mình. Anh ta lái xe lắc lư trên đường, chỉ dừng lại khi thấy đèn đỏ phía trước. Lee Sang-uk đi ngang qua và thấy có điều gì đó không ổn, liền dừng xe để kiểm tra. Thấy Min Won-jun toàn thân toát ra mùi rượu, Lee Sang-uk lấy điện thoại ra để gọi dịch vụ lái xe thay. Min Won-jun hiểu lầm rằng đối phương đang báo cảnh sát, tức giận đạp ga và lao về phía trước. Lee Sang-uk bị va chạm, trọng thương nặng nề. Thấy cảnh tượng đó, Min Won-jun biết mình gây họa lớn, lập tức lái xe bỏ chạy. Lee Sang-uk không nhận được sự cứu chữa kịp thời và đã qua đời như vậy. Min Won-jun sau đó bị cảnh sát bắt và đưa ra tòa. Do không có bằng chứng chứng minh hành vi cho đăng xuất người cố ý, cuối cùng anh ta chỉ nhận án treo. Việc Min Won-jun có thể thoát tội một cách dễ dàng không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của một chuyên gia, Becky Eun-mi, một người phụ nữ tham vọng từng kết hôn vào gia đình giàu có. Vì lợi ích, cô ta duy trì mối quan hệ hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa với chồng mình. Ngay cả khi chứng kiến chồng ngoại tình, cô ta cũng chỉ bình tĩnh ghi lại bằng chứng để dùng làm công cụ đe dọa chồng mình. Sau sự ra đi của chồng, nhờ vào mạng lưới quan hệ và thông tin mà cô ta đã tích lũy được từ lâu, Becky Eun-mi trở nên như cá gặp nước trong giới chính trị gia và tài phiệt. Ngày nay, Becky Eun-mi điều hành một phòng tranh, nơi những bức tranh danh giá được cô ta sử dụng như một phương tiện để giao dịch. Cô ta rất giỏi trong việc đưa ra kế hoạch và giúp những người giàu có tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Sau khi nhận được sự ủy thác của cha của Min Won-jun, Becky Eun-mi đã xử lý bằng chứng tại hiện trường vụ án và hộp đen xe hơi. Cô ta còn dùng một bức tranh trị giá 20 triệu won để hối lộ luật sư của bên Nguyên, những người đại diện cho nạn nhân. Trong ngày xử án vụ tai nạn xe, theo lời chỉ đạo của Becky Eun-mi, Min Won-jun đã bôi nhọ nạn nhân trên tòa, cáo buộc nạn nhân không ưa cách anh ta lái xe sang trọng, suốt quãng đường đã dùng lời lẽ quấy rối và cản trở anh ta lái xe. Viên công tố cũng đã bị Becky Eun-mi mua chuộc, nói những lời bất lợi cho nạn nhân trước quan tòa. Vì vậy, quan tòa đã kết luận rằng vụ tai nạn là do hành động đột ngột một phía của Lee Sang-uk gây ra, không thể truy cứu trách nhiệm của Min Won-jun và vì thế đã tuyên phạt anh ta án treo. Đồng đội của Lee Sang-uk đã nghe được về vụ việc từ miệng quản lý Hoang, nghĩ đến cậu thanh niên tội nghiệp kia đã mất mạng vô tội, gia đình của anh ta đau khổ không muốn sống, trong khi thủ phạm lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mọi người đều cảm thấy rất nặng lòng. Cùng lúc đó, người đàn ông đeo kính đã từng thả bọn xã hội đen và sau đó cho đăng xuất đại diện Kim đã đến bệnh viện. Thấy Kang Ha-ji đã xuất viện, anh ta liền gọi điện báo cáo với ông chủ, người yêu cầu anh ta nhanh chóng tìm hiểu động thái của Kang Ha-ji và những người đứng sau anh ta. Nói đến người đứng sau, người bí ẩn đứng đầu Su-min cho rằng đã đến lúc gặp mặt Kang Ha-ji. Anh yêu cầu Su-min dẫn người này đến gặp mình và người bí ẩn ấy chính là tổng thống. Biệt đội lừa đảo với mục tiêu cao cả là công lý, không từ thủ đoạn nào để trừng trị tội phạm. Tuy nhiên, hành động của họ đã lọt vào mắt xanh của tổng thống. Tổng thống muốn chiêu mộ họ nên đã bí mật theo dõi nhất cử nhất động của họ. Sau khi triệt hạ thành công đại diện Kim và một số tội phạm khác, Kang Ha-ji bị một người phụ nữ bí ẩn tên Su-min đưa đến gặp tổng thống. Vị tổng thống rất ấn tượng với tài năng của Kang Ha-ji và muốn chiêu mộ anh về phe mình, còn Su-min bí ẩn hóa ra là thư ký của tổng thống. Sau cuộc gặp gỡ với tổng thống, Kang Ha-ji chuẩn bị tham dự một buổi đấu giá cùng Su-min. Anh đã lên kế hoạch tiếp cận Becky Eun-mi, chủ sở hữu của phòng tranh. Trước buổi đấu giá, Kang Ha-ji cùng Su-min dạo chơi ở chợ đồ cũ. Su-min tình cờ chọn một chiếc bình hoa cũ giá 30.000 won. Kang Ha-ji nảy ra ý tưởng biến chiếc bình cũ kỹ này thành một tác phẩm nghệ thuật cao cấp để tham gia đấu giá, dự kiến sẽ bán được 300 triệu won.
biệt đội lừa đảo bắt đầu hô biến Kang Ha-ji. Họ đóng gói Kang Ha-ji từ đầu đến chân, biến anh thành một nghệ sĩ tài năng. Sau khi có danh tính giả, bước tiếp theo là nâng cao danh tiếng. Biệt đội nhắm đến một nữ influencer có lượng fan đông đảo. Bi Ung Min và Jin Ung giả làm fan cùng tiếp cận cô nàng. Khi nữ influencer đang tận hưởng cảm giác được săn đón, hai người cố tình để cô nghe được cuộc trò chuyện về việc cô giả mạo học vấn và có tiền án lừa đảo. Nữ influencer hoảng sợ, lo lắng quá khứ đen tối bị phơi bày, nên đành ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của họ, quảng bá cho Kang Ha-ji trên mạng xã hội. Nhờ sự trợ giúp của nữ influencer, ngày càng có nhiều người biết đến Kang Ha-ji. Lợi dụng danh tiếng, Kang Ha-ji biến chiếc bình hoa cũ thành báu vật, trở thành tâm điểm của buổi đấu giá. Ngày diễn ra buổi đấu giá, chiếc bình hoa được trưng bày trang trọng. Các thành viên trong nhóm trà trộn vào, liên tục đẩy giá lên cao. Những người tham gia khác tưởng chiếc bình là bảo vật nên liên tục dơ bảng. Khi giá được đẩy lên 300 triệu won, mục tiêu của nhóm đã đạt được, Jin Ung quá phấn khích, không kìm được đã hét lên 320 triệu won. Cả nhóm luống cuống chưa biết xử lý thế nào, thì một người đàn ông khác ra giá cao hơn. Các thành viên ra hiệu điên cuồng, cầu mong Jin Ung đừng manh động. Cuối cùng, chiếc bình được bán thành công. Baek Hyun Mi chứng kiến cảnh tượng này, bắt đầu tò mò về thân phận của Kang Ha-ji. Baek Hyun Mi gửi thư mời Kang Ha-ji tham dự bữa tiệc do phòng tranh tổ chức vào cuối tuần. Tại bữa tiệc, Baek Hyun Mi cho biết bà ta đã điều tra ra Kang Ha-ji là một tài năng tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Quốc gia Anh. Baek Hyun Mi bắt chuyện, đề cập đến việc bà ta cũng từng đến quán cà phê ở sảnh chờ của trường. Kang Ha-ji thuận theo câu chuyện, thừa nhận mình đã tốt nghiệp 5 năm và vẫn thường xuyên nhớ về khung cảnh tuyệt đẹp nơi đó. Sai lầm chích người là sảnh chờ được hoàn thành cách đây 3 năm. Nhận ra sơ hở, Kang Ha-ji vội vàng biện minh là do trí nhớ kém. Để thử thách Kang Ha-ji, Baek Hyun Mi còn mời đến một nghệ sĩ tên Jonathan Jo, người từng học cùng trường với anh. May mắn thay, biệt đội đã điều tra về Jonathan Jo từ trước, giả làm cảnh sát đang điều tra một số doanh nghiệp sử dụng tác phẩm nghệ thuật để che giấu quỹ đen. Tin lời cảnh sát, Jonathan Jo giúp Kang Ha-ji vượt qua ải khó khăn này. Sau đó, Kang Ha-ji giả vừa gặp rắc rối với một tác phẩm sắp được chuyển về từ nước ngoài, một con ngựa khổng lồ. Vì kích thước quá lớn, Kang Ha-ji cần tìm một nơi cất giữ trước khi công bố. Baek Hyun Mi nhiệt tình đề nghị cất giữ tại kho của phòng tranh. Khi mọi người rời khỏi kho, Jae-ji chui ra từ bên trong con ngựa. Vừa kéo tấm màn, chuông báo động vang lên. Hóa ra, kho được thiết kế đặc biệt, sẽ tự động kích hoạt chế độ chân không khi cửa đóng, ngăn chặn kẻ xấu đột nhập. Biết được điều này từ Baek Hyun Mi, Kang Ha-ji lo lắng cho Jae-ji nên vội vã rời đi với lý do đi vệ sinh. Baek Hyun Mi nhìn theo anh với nụ cười đầy ẩn ý. Đến nơi vắng vẻ, Kang Ha-ji vội vàng liên lạc với Bi Ung Min, yêu cầu anh cắt điện kho để giải cứu Jae-ji. Trong khi đó, Jae-ji vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lượng oxy trong kho ngày càng cạn kiệt, cô ngất xỉu. Kang Ha-ji sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Hóa ra Baek Hyun Mi đã sớm nhận ra thân phận thật của anh. Trước khi Kang Ha-ji đến bữa tiệc, Jae-ji đã tìm đến một nghệ sĩ để nhờ anh ta làm một con ngựa. Vị nghệ sĩ này rất khó tính, không muốn tiếp chuyện với Jae-ji vì cho rằng cô không hiểu gì về nghệ thuật. Jae-ji liền nói chuyện bằng tiền, cuối cùng vị nghệ sĩ đồng ý nhận việc. Ai ngờ, ông ta đã bí mật báo cho Baek Hyun Mi, nói rằng bộ sưu tập của bà ta đang bị nhắm đến. Bên cạnh đó, công tố viên Quốc Đô Su vẫn luôn âm thầm theo dõi Kang Ha-ji, cũng dẫn người đến phòng tranh. Ông ta muốn tóm gọn Kang Ha-ji nhưng bên trong con ngựa không có ai. Thay vào đó, bức tranh của Baek Hyun Mi đã bị đánh cháo. Hóa ra, nhóm của Kang Ha-ji đã trà trộn vào nhà của những nhân vật quyền lực mà Baek Hyun Mi từng giúp đỡ bằng vỏ bọc công ty chuyển nhà. Họ bí mật quét và sao chép các bức tranh mà Baek Hyun Mi dùng để giao dịch phi pháp. Sau đó, Jae-ji, người trốn trong con ngựa, đã đánh cháo chúng. Vào thời khắc nguy hiểm, Bi Ung Min đã cắt điện thành công, Jae-ji tỉnh lại và hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy những bức tranh dùng để giao dịch xuất hiện trước mắt, Baek Hyun Mi hoảng hốt yêu cầu mọi người rời đi. Nhưng bất ngờ thay, những bức tranh giả tự động trượt xuống, đằng sau là toàn bộ bằng chứng tội ác của Baek Hyun Mi. Thanh tra Quốc Đô Su bắt giữ Baek Hyun Mi. Vị nghệ sĩ đã giao một đoạn ghi âm cho thanh tra Quốc Đô Su, ghi lại cuộc trò chuyện giữa ông và Baek Hyun Mi. Trong đó, Baek Hyun Mi thừa nhận đã nhận rất nhiều tiền bất chính. Vị nghệ sĩ đã lợi dụng việc vạch trần Kang Ha-ji để lấy lòng tin của Baek Hyun Mi, sau đó gài bẫy bà ta. Đối diện với thanh tra Quốc Đô Su, Baek Hyun Mi không phục, cho rằng Kang Ha-ji cũng lừa đảo nhưng lại không bị bắt. Tuy nhiên, thực tế Kang Ha-ji đã nói rõ sự thật với người mua và trả lại tiền. Chiếc bình cũ kỹ kia chưa hề được bán. Sau khi Baek Hyun Mi xa lưới, những tội ác mà bà ta che giấu đã bị phanh phui. Kẻ gây tai nạn cho Lee Sang-uk cũng bị bắt. Vụ án kết thúc. Trong cuộc trò chuyện với Su-min, Kang Ha-ji được biết cô đã từng có người yêu, nhưng người đó đã gặp tai nạn. Kang Ha-ji nhờ một kiểm sát viên quen biết điều tra về Su-min, và được biết bạn trai của cô đã qua đời cách đây vài năm trong một vụ tai nạn. Vụ án được kết luận hơi qua loa, dường như có ẩn khúc. Kang Ha-ji trầm ngâm suy nghĩ về điều này tại nhà. Không ngờ Tổng thống đã bí mật lắp đặt camera giám sát trong phòng và đang theo dõi nhất cử nhất động của anh.